Em chào các bác nhá. Hôm nay em lại lên một con Touring. Có tay thẳng. Con này có thương hiệu Escort, thương hiệu đến từ Mỹ, có size đứng bằng 52, khung nhôm cảng carbon. Con này còn nguyên bản từ đầu đến cuối các bác nhá. Đấy, em quay qua một lượt ở bên ngoài. Cả dáng con này có size 52. Đấy, các bác nào mà từ 1m7 trở lên là con này là ok. Escort xe còn khá là đẹp. Cấu hình con này là cấu hình của xe đua, xe tay cong các bác nhá. Đấy. Còn cấu hình con này sơn thì đẹp lắm, sơn nguyên bản. Màu cũng là màu đặc trưng. Đấy. Cặp vành sơn màu trắng. Có cấu hình rất đặc biệt. Đấy. Escort khung nhôm cảng carbon. Bác nào mà có nhu cầu thì xin liên hệ qua số điện thoại là 0915 096 215. Số điện thoại này em dùng Zalo, các bác vào kết nối Zalo em sẽ gửi hình ảnh chi tiết. Và bên em còn rất là nhiều xe để các bác tham khảo. Và các bác vào xem kênh nhớ ấn vào nút đăng ký và nút chuông các bác nhé. Nút đăng ký và nút chuông đấy, để nhận thông báo hàng ngày. Và địa chỉ cửa hàng bên em là ở khu Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Đấy. Các bác ở xa em sẽ bao ship toàn quốc. Bác ở gần thì đến tại cửa hàng xem. Đấy, bên em còn rất là nhiều xe. Và em sẽ vào chi tiết ngay bây giờ. Con này có thương hiệu là Escort. Thương hiệu này đến từ Mỹ. Xe thì còn khá là đẹp các bác nhé. Nói về sơn của nó thì miễn phải bàn. Xe còn quá là xuất sắc về sơn. Đấy, yên cậu yên vẫn còn theo xe, vỏ yên em bọc lại. Đấy, cũng như nhiều video trước em nói là vỏ yên thường thường là sẽ bị rách. Đấy, đây là những vết sắt của xe do vận chuyển. Con này là con cấu hình của xe đua các bác nhé. Đấy, phanh đã phanh 3 mảnh rồi. Cấu hình con này cấu hình xe đua. Đấy, vành là vành 2 lớp, sơn màu trắng. Những cái vết này là vết tem các bác nhé. Đây cái tem nó bị để bãi lâu ngày nó bóc ra rồi. Đấy, con này chạy với xe nào để ra đến là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 níp các bác nhé. Chạy với 9 níp, đề sau là Sora, Shimano Sora. Cấu hình con này cấu hình xe đua rất là ok. Đấy, thương hiệu là thương hiệu Escort. Đấy, đùi đĩa đây. Đấy, đùi đĩa sang các bác nhá, rất là khủng, rất là ok. Đùi đĩa sang rất là ok. Em sẽ quay về phần sơn để các bác theo dõi. Đấy, cái phần dưới. Đấy, đây là những vết xước do vận chuyển. Xe còn khá là mới các bác. Đấy, về sơn cũng khá là mới. Đây có những vết xước em đã quay rõ cho các bác xem. Đấy, càng con này càng carbon. Đấy, vành trước vành sau như nhau. Đấy, vành này là vành chém gió. Con này cũng vành cao khoảng 2 phân đến 2 phân rưỡi rồi. Đấy, 2 phân đến 2 phân rưỡi. Cục vành trước thế như cục vành sau còn nguyên bản theo xe. Đấy, em sẽ quay lên phần trên mặt đấy để các bác theo dõi. Máy ưa con này là máy ưa sơn màu trắng hết các bác nhé. Tí em sẽ quay sang phần bên kia, sang phần trái em sẽ quay chi tiết. Đấy, xe còn rất là khá là mới. Đấy, khá đẹp các bạn. Bên em thì các dòng xe bãi em có tính lắm, em chọn những con nào cũng phải xuất sắc. Nói về chất lượng em chọn kỹ lắm về phần sơn, phần đồ. Đấy, các bác nhé. Đấy, và em sẽ quay sang phần trái để các bác theo dõi. Con này là chạy với bộ đề tay bấm xả Shimano Atus các bạn. Đấy, Shimano Atus. Tay phanh nhôm. Tay lắm vẫn còn nguyên theo xe các bác nhé. Tay lắm còn nguyên. Atus
phanh nhôm, logo thương hiệu Escort, phanh ba máy này các bạn, ghi đông phốt tăng nhôm, đây các bác này, vẫn thương hiệu Escort. Em sẽ quay xuống phần càng của mặt trái. Đấy. Máy ơ còn khá đẹp các bác nhé. Đây là vành, mặt trái của vành cũng vẫn là những cái nốt tem bị bóc ra các bác nhé. Bên trong nó còn một lớp keo này, nhưng em không ấy, để nguyên như xì thế. Đấy. Xe còn khá là đẹp từ má phanh đến phanh. Đấy. Đây là mặt trái, sơn của mặt trái xe. Đấy, các bác theo dõi nhé. Còn khá là lành. Size con này là con là size M. Đấy. Các bạn, đấy. Size M. Các bác này, đây là tem thị trường Nhật này. Đấy, bán tại thị trường Nhật nó in nó dán riêng này. Đấy. Em sẽ quay chi tiết. Để các bác theo dõi. Mà gì sản xuất tại Đài Loan các bác nhé. Đấy, em đã quay vì là nó dán cái gầm thì em quay nó hơi không được hình ảnh nó chỉ là tương đối thôi. Đùi trái là đùi đĩa sam. Chân trống mất là theo xe các bác nhé. Chân trống xịn đấy. Chân trống xịn luôn đấy. Phanh là phanh sau. Mayer sau màu trắng. Mình sẽ quay chi tiết các bác theo dõi về phần chất lượng của xe. Đây là phần mặt trên của xe và mặt trái. Con này chạy với 9 níp 2 đĩa các bác nhé. Cấu hình là cấu hình của xe đua. Các bác nhớ đấy. Đây là con này là quá ok, phanh phanh ba mảnh, cấu hình của xe đua. Những con cấu hình xe đua này nó đi là quá ok rồi. Em sẽ quay rất là chi tiết, quay từng cẩn thận. Và em cũng được xin nói lại con xe này. Con này là có thương hiệu là Escort. Thương hiệu là đến từ Mỹ. Con này là khung nhôm càng carbon, có size đứng bằng 52 các bác nhá. Đấy. Tay đề bấm xả Atut. Đề sau của nó là Shimolo Soja, chạy với 9 níp 2 đĩa, vành nhôm, vành chém gió 2 phân đến 2 phân rưỡi. Đấy các bác nhá. Đấy, con này còn khá là đẹp. Các bác nào mà có nhu cầu thì xin liên hệ. Và em cũng được xin dừng video tại đây ạ.